Tôi đang ngồi trong cái buồng lái của con Hyundai Solatay đấy bạn. Ngồi đây cảm giác rất là thoải mái luôn nha. Cái thiết kế đầu tiên ở con Hyundai Solatay trong buồng lái đây bạn, nói chung là nó hài hòa lắm các bạn. Vô lăng nói chung là cũng khá khá nhẹ nha, cũng được, cũng chắc lắm, cũng không nhẹ cũng vừa. Kèn thì cũng nghe vừa các bạn. Trên đây nó tích hợp với một số nút về điều khiển này, set trên đây. Màn hình tắp lô thì cũng vừa tầm mắt. Trên đây thì gạt mưa, đèn nhan đầy đủ. Rồi ở đây chỉnh ha, bên đây các nút điều chỉnh bên nút đây ha, auto down luôn, hai cửa, có nghĩa là hạ gương tự động ha, kéo lên thì bằng cơ nha các bạn. Rồi màn hình trung tâm càng số ai đây, càng số sàn 6 cấp, 6 cấp. Rồi ở đây chỉnh cái dàn lạnh của xe, còn gì nữa nào, cái đây cái đầu là cái đầu CD. Chúng ta có thể gắn được USB không ta? Ai đây, cái cổng USB đây, đây USB nghe nhạc đồ ha, AM/FM đầy đủ hết các bạn ha. Nói chung là vậy là cũng ok rồi. Đây là cái gì đây nhỉ? Không có gì hết. Chỉnh dàn lạnh, gió, đáy gió, AC ha. Rồi đây chúng ta sẽ để đồ, nồi, cổng sạc. Cái này là gì nữa là xem khám phá xem này nó có một cái gì đấy nhờ. Sao à đây rồi, cái ly để nước. Wow, tại vì chúng ta ngồi hàng trước gồm tài xế và thêm hai người nữa thì đây ba cái ly. Rồi ok, đây một cổng sạc nữa các bạn, cửa gió. Trên đây còn gì nữa này. Wow, chúng ta cũng có thể để đồ, một số đồ cá nhân của tài xế ở đây để cho nó thao tác nhanh gọn trường hợp đi xa các bạn. Hay để giấy tờ, phiếu đi đường này kia. Ok. Gương trên đây thì cái dàn điều khiển của xe, cách lấy gió, cái này chúng ta có thể để được cái gương cho anh em tài xế đi xa nha các bạn, chống chói. Trên đây thì nếu mà chúng ta có thể thiết kế thêm được thì chúng ta chắc có thể một cái đồng hồ điện tử các bạn ạ. Trên đây thì có thể để đồ nhẹ nhẹ được này. Đây, cái này là thiết kế đồng hồ điện tử hay lắm nha các bạn. Có thể tài xế quan sát được nè, hành khách quan sát được luôn à. Đó. Cái này thì nó che lại che nắng ha, đỏ. Về tổng quan thì Hyundai Solatay sở hữu một cái buồng lái khá đầy đủ rồi các bạn, nó chỉ không có màn hình chặn đường thôi, nhưng mà đây hầu như là tiện nghi khá đầy đủ. Máy thì nghe im ru. Về giá cả, tại sao ngay lúc đầu tôi có đặt ra cho các bạn về cái việc là có một số lời khuyên cho các bạn tại sao nên mua Solatay vào thời điểm như thế này, thì những cái ưu điểm tôi vừa nêu ra vừa rồi thì không biết có xứng đáng hay không, nhưng mà với tầm giá thì Hyundai đã giảm cho Hyundai Solatay thì nó dao động từ khoảng 45 đến 60 triệu rồi các bạn ạ. Nói chung là cái mức khá khủng đối với giai đoạn này, nó giảm 60 triệu, có chỗ giảm 70 triệu. Thì nó tầm giá vào khoảng 1 tỷ đến 1 tỷ 020, thì nó lăn bánh đâu đấy vào khoảng 1 tỷ 050 đến 1 tỷ 070 thì khá là xứng đáng để chúng ta thực hiện chạy dịch vụ. Thay vì chúng ta mua một chiếc 7 chỗ để chạy thì chúng ta mua một chiếc 16 chỗ như thế này, chúng ta lại có lợi hơn về điều kiện kinh doanh. Các bạn có thể chở nhiều khách hơn, chở nhiều cái kèo tốt hơn, đi xa hơn và có tiền tài cao hơn. Đây là một lợi thế kinh doanh đấy các bạn. Thì tới với góc độ tôi đánh giá thôi, nhưng mà hy vọng các bạn sẽ chia sẻ với chúng tôi, về chúng tôi sẽ đánh giá thêm và cũng như trắc lọc lại những ý kiến từ khách hàng để chúng tôi sẽ đánh giá nhiều cái xe hay hơn và sắc sảo hơn. Thì hy vọng với những cái ưu điểm mà tôi chỉ ra vừa rồi các bạn thì sẽ góp phần cho một số anh em nhà xe hoặc những ai đang có định hướng về mua một chiếc xe kinh doanh thì Hyundai Solatay đang là một lựa chọn hấp dẫn và đầy tinh tế. Hãy like và subscribe cho kênh của chúng tôi để chúng tôi có cái về tâm huyết cũng như thời gian trau chuốt hơn từ những cái clip đánh giá của xe. Hy vọng bạn sẽ ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Xin chào bạn, cảm ơn bạn.